tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lặng ngã nghiêng không ngừng cười. Dạ xin kính chào ban giám khảo và ngôi xin MC Ngô Quý Huy và toàn thể khán giả có mặt ngày hôm nay ạ. Thế đi cưng. Vâng ạ. Sẵn sàng nha, 60 giây bắt đầu. Chị ơi, làm chị em bao nhiêu lâu nay, sao chị nỡ lòng nào với Minh Thành, với Minh Ngô Quý Huy của em. Anh Huy, anh trả lời đi. Bây giờ giữa em và anh Thành chọn ai? Anh chọn. Lãng lãng. Em có thua anh Thành cái gì đâu. Em là phụ nữ mà. Em nhìn nhìn đi, em có thua gì đâu. Em có nhiều thứ hơn anh lắm chứ. Em đen hơn anh, lột hơn anh, xấu hơn anh. Em sai không? Anh sai. Chứng hành đó nụ cười. Bạn có 2 triệu. Tôi sai. Sai nha, nha, sai. Rất là sai, không, khôn dễ sợ. Ham, nó bắt đầu nó bưa ra, nó phóng ra sân khấu này, nó cho một cái mối quan hệ tạp nham. Cũng có nghĩa là bây giờ 3, 4, 5 cái mối quan hệ không biết cái nào là cái nào luôn. Rồi xong cái bà nói vòng 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 hồi cái bà đuối. Cái bà gọi bà to, co tay bà thác, cái bắt đầu bà bẻ xương. Cái bà bẻ cốt, bà nắng, bà dò gân. Cái bà làm hồi cái sai. Cái nó dính ha. Nó vô tình nó dính cái từ mà hôm bữa giờ tôi nói, thấy không? Vô sai. Tôi bị phì cười, tôi sai luôn nha. Nhưng thông minh gỡ được cái dáng cuối, nhưng cái đoạn đầu không có duyên nghe. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ 20 tuổi ạ. Vậy hả? Vâng ạ. Em còn đi học hay là? Em học lớp 9 rồi. Em học bổ túc. Vâng ạ. Dạ. Hiện em vừa học vừa làm ạ. Em làm gì? Em làm giúp việc ạ. Giúp việc nhà? Ở đâu? Dạ, ở Hà Nội ạ. Ừ, mà quê em, nhà em thì ở đâu? Bố mẹ em hiện tại sống ở Bình Dương ạ. Làm giúp việc ở Hà Nội? Vâng ạ. Làm sao có điều kiện để vào đây thi? Đó là em cũng xem chương trình này và thích chương trình này. Và đến cái chương trình casting ngoài Hà Nội thì em đến tham gia và được các anh chị giúp đỡ và tài trợ cho phí đi lại, nên là em được vào thành phố Hồ Chí Minh thăm cha mẹ và cũng tham gia chương trình này ạ. Em đi làm cực không? Dạ không ạ. Em chăm em hay là phải làm việc nhà? Cả hai ạ. Cả hai. Thật ra là em may mắn khi gặp được người tốt ạ, nên là em mới được may mắn đi học lại và mới được một cuộc sống cũng khá ổn định ạ. Hồi nãy á, là vô tình em thông minh. Chị nghĩ em là một người bản lĩnh và rất là nội tâm, cho nên em mới thông minh mà nhạy bén. Khi thả lên đây em có thể kiếm cách em sống được, kể cả sân khấu. Vậy gì bạn phải cố gắng lên, là kiếm cái gì thiệt là hay, thiệt là đặc biệt, để mình làm cái vòng kế tiếp. Các anh chị trong chương trình đã tài trợ thì đi lại cho em rồi, nên là em cũng sợ mất rồi. Giờ cô có thi nữa không? Dạ có à. Rồi, quyết định thi tiếp. 60 giây, bắt đầu. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Chương trình Thiên đường trái cây. Và cuộc thi, chúng ta có một cuộc thi đó là ăn trái cây. Mà loại trái cây của chúng ta có một là một loại trái cây vô cùng quý nhưng không hiếm. Đó là... Mời bạn ngồi. Nhanh. Đó là trái cây. Đó là trái chanh của chúng ta. Ai ăn được nhiều hơn thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Mời bạn. Bạn đã chiến thắng vang dội. Lần này chúng ta đã cười. Bạn đã có 10 triệu. Chính ra ăn nhỏ thì nó không có duyên, mà nó thông minh. Trời ơi, mày thi ăn trái cây, tưởng mày cho ăn gì, cho ăn chanh. Chết bà ăn nhỏ. Ê, được. Tôi thấy nhỏ này được. Nghe, có nghĩa là em á, em không có duyên dùng gì hết á. Em nói chuyện em quên lên quên xuống, em thiếu trước hụt sau. Em ơi, chị nghĩ em có tố chất làm đạo diễn hoặc là viết kịch bản lắm á. Chị không có cười em,
chị không có cười khi em diễn. Và em còn quên nữa, nhưng mà em có tình huống rất tốt, em có xử lý rất tốt. Vậy thì em có thi tiếp không? Ê, suy nghĩ cho kỹ nha. Bạn đang có 10 triệu đồng á. Nếu mà thi tiếp là giải thưởng 20 triệu đồng. Nhưng nếu mà giám khảo không cười, bạn sẽ mất trắng 10 triệu đồng. Dạ, em xin đi tiếp ạ. Thi tiếp 60 giây. Bắt đầu. Cũng ăn nữa. Anh mời anh. Mời thằng Tâm anh ạ. Mời anh ăn ạ. Anh ăn đi ạ. Chị vậy? Anh ăn. Chua. Ngon. Chua. Ngọt mà anh? Không. Ngọt. Không. Ngọt. Ừ, ngọt. Dễ. Anh ăn đi. Gì? Nhịn thèm hồi cố anh cố quá. Chua. Anh mà cố. Ăn cái này để chị ho mà anh. Hơn quá hết thời gian rồi. Năm. Anh ăn đi. Mời cố anh cố quá cố á. Ăn đi anh. Hết thời gian. Tại sao ông làm cái khác liền? Sai nữa rồi. Hồi nãy tôi đã nói rồi, tập trung vô thấy có gì phải hay hơn. Tại sao xuống bắt tôi ăn chanh đâu có vui, rồi đưa chanh cho bà chị tôi, em đâu có biết trùm chanh nha. Một dạ, ngày chùm, người ta chùm, em cũng là chùm chanh nè. Thì em chùm đó chanh là chuyện kệ của em. Ừ, hiểu không? Em chùm chanh, bây giờ em về em trùm chăn, em trùm mền, em ngủ luôn. Sai của em là cuối cùng em bị ngược ngạo tình thế ha. Không biết nói gì hơn cho em bây giờ nữa. Đường xá xa xôi. Nè, bây giờ chị cho em 2 triệu. Thèm ăn cái gì, mua cái đó ăn. Nhớ, 2 triệu này chỉ để ăn thôi, nghe không? Thèm ăn cái gì, ăn cái đó, nhớ không? Rồi, đây, tặng cho em 2 triệu, về xe. Làm cho tất cả danh hài. Nghe không? Bản lĩnh lên, đã bản lĩnh lắm rồi, ra tới Hà Nội rồi. Ha. Rồi, cầm chanh xuống ăn cho nó có vitamin C.